tôi vẫn vui và hôm nay có mấy bạn ngủ gió qua thì con trai rất là đau ông này có bọn tham trường rất là vui rất là đau con rất là thấp mà cả nhà sẽ đeo theo dõi cùng con nhé. Em đúng không? Rồi, ta có các bạn yêu đẹp cho cô. Hạ xin em. Rồi, tất cả đứng xuống. Chị đấu hồ cho cô. Nhảy em. Chào ta. Mấy anh đứng đi. Rồi, nhìn chuẩn khỏe cho cô. Nhìn trước khỏe. Xếp hồn vô, để ta lên qua chị đấu cho. Nhảy em. Nhìn trước khỏe. Mấy bọn lớp bóng nè, cứ hồi đây quẹo nè. Nhìn cái coi đứng sau, cái bơ bọn coi. Tí xịt lan để cho mấy bọn xíu đến cà đồ trắng còn ngầu dính nữa. Chuẩn bị đế cho mấy bọn đồ cà đồ trắng ngầu dính chưa? Cho mấy bọn có ghế vậy? Còn ghế trong kia không? Rồi, đếp qua được chưa? Đứng như đầu quần vô. Rồi ổn định chưa nè, cô tổ chức chầu cờ nha. Học sinh im. Im lẹ mà nói chuyện quá, học sinh im. Rồi, mời quý thầy cô chúng ta. Thơ cũng rất là bỡ ngỡ nhưng mà từ từ thời gian rồi sẽ hòa nhập với môi trường mới được chưa nào. Rồi giống như của chùa cao mộ một đồng cần đây nhận xét cần đó là lớp bóng cần đây nhận xét cần với cô như vậy là tuần sau là có lớp nào theo dõi cần đây à lớp ba trong tuần sau nhớ theo dõi đọc cần sau đó đi thu tủ của đi sau thu sổ của tất cả các lớp thứ sáu tổng cách tuần và thứ tư đang chiều cờ bố cố cho cô được chưa nè mấy mình lớp quay được chưa còn tuần này lớp học tập đây à lớp bốn tập hơn à dạ đúng cái tuần của lớp mình tập ít thì nhà rồi như vậy là tuần sau lớp quay tập việc còn rất là cần thiết và thiết thực và quan trọng đối với các em cho nên là lớp mẫu giáo đang tuổi để các em là có cái sự chuẩn bị và sự hồ hấn phấn khởi khi là chuẩn bị bước vào lớp mẫu để cho các cháu trường thực hiện cái chuyên đề thông đi thông quan trường tiểu học và cái chuyên đề chuẩn bị tâm thế cho các con vào lớp 1 thì con cái gì hơn xin chúc các em trường tiểu học dồi dào sức khỏe và chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến đạt nhiều kết quả tốt và xin chúc cho hội đồng sư phụ trường tiểu học Bình Thanh cũng dồi dào sức khỏe và cuối năm học 2022-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng mong rằng qua cái đợt trải nghiệm này thì các cháu ở trường mầm non Bình Thanh sẽ học hỏi và chuẩn bị tâm thế tốt và tự tin sẵn sàng chuẩn bị sắp tới sẽ vào đến